Hãy kể một điều mà đến bây giờ chị vẫn chưa làm được. Đó thì đạp xe đạp thôi đúng không? Không, xe đạp bây giờ là đạp được, nhưng có điều mà đi... À, lái xe hơi. Lái xe hơi. Tức. Tại vì đi đâu bây giờ lệ thuộc hết. Cho nên nhiều khi tức 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 khi mình đi mua đồ á. À, phụ nữ mà họ đi mua đồ họ không có đi một chỗ, giống như họ đi chỗ này chút á, dạ, thì nó không có được thoải mái, nó không được thoải mái, cho nên nhiều khi tức muốn tự học lái xe hơi, nhưng mà ông chồng ông nói cái chân đạp không có tới. Ý ông nói chị là lùn á, tại vì cái địa danh của chị là bà lùn. Vậy hả? Vậy sao không hỏi là tại sao vậy, mình xử lý tôi làm chi?